thời gian đó rất là nhiều năm rồi, bây giờ là đi đối chứng, là đi xác nhận cái lời nói mà với lại cái lời em nói đúng hay sai. Thì khoảng cái thời gian mà cái độ mà từ lúc em mang bầu thì gần sanh em mới về tới nhà. Úp cái tờ giấy xuống. Thì lúc em mang bầu thì em ở ngoài đó. Xong rồi tới lúc sanh xong khoảng thời gian mang bao nhiêu tháng thì em ra đó em ở. Đó, thì chị đó cái độ năm thì chắc có lẽ không nhớ, nhưng mà xác định chính xác cái độ tuổi thì chị đó có thể là xác định được. Tại vì suốt thời gian bé Tư, em sanh bé Tư khoảng độ mấy tháng là em đã ngoài đó ở. Con chị đó chỉ trùng khớp lớn hơn con em, chỉ có 1 tuổi hơn thôi, nên chị đó khả năng chị đó rất là nhớ cái độ tuổi của bé Thư. Thì một lát em dắt mấy anh ra tới nhà của chị đó để xác minh. Có khán giả cũng góp ý là hồi trước á là cưng sanh bé Thư ở bệnh viện nào? Em sanh ở bệnh viện Đa Khoa huyện Vũng Liêm. Thì rồi, cưng ra hôm đó. Nay là thứ sáu thì mình làm việc hôm nay là hết một ngày rồi. Thứ hai sáng thứ hai em sẽ chạy xuống chích lục lại cái giấy chứng sinh. Đúng rồi đó. Cho để em làm cái giấy tờ cho bé, trợ giúp cho bé Cường. Nhưng mà thứ hai thì em mới đi được. Có giấy xuất viện không? Dạ không, đã trốn viện mà anh. Thì chưa, lúc đó sanh là chưa đủ tuổi mà. Lúc nhập viện thì em độ tuổi đó em không nhớ, em sanh đúng cái bệnh viện đó thì em nhớ. Không nhập rồi không xuất rồi lấy cái gì chứ. Nhưng mà cái độ thời gian ở khu vực đó ai cũng biết em là độ tầm của bé Tụ, bé Tư. Có người dịch chứng kiến rồi làm chứng khu vực hầu như là cái khu vực ở ngoài đấy ai cũng biết, tại vì người ta từng giúp đỡ em. Người ta căn cứ trên giấy tờ chứ không căn cứ bằng người lại nói vậy, hiểu không? Không, cái lúc mà đi vào bệnh viện á thì người ta có làm cái giấy gì đó thì em không biết, cái giấy gì đó để vô sanh đẻ đó tiếp nhận cái giấy đó thì có, trong cái đó thì em có, nhưng mà lúc nó còn nhỏ thì mình không biết là cái giấy gì thôi, nhưng mà là có là trong bệnh viện để làm cái giấy tờ đó. Rồi cái người phụ nữ nào mà nói là có con mà chàng chàng lượt với em là trước tuổi đó, là cái chị đó cũng phải là nói ra chứ. Thì lúc nãy trên đường về đây thì chị đó có gọi với em, là chị đó nói là chị đó, em mời chị đó vào đây nhưng mà chị đó vào không được. Quán xá chị đó không thể vào bỏ được, nhưng mà chị đó mời em và mấy anh đi ra ngoài đó, mấy anh muốn thực hư câu chuyện như thế nào thì mời mấy anh tí nữa nôi bước theo em đi ra ngoài đấy. Chị đó có nói vậy. Là quán ở đây sao không cưng? Cách dạ, đây ngay sao? Đầu đường gần ủy ban xã. Ngay chỗ cái đầu tổ đại bơ bảy đây nè. Gần ủy ban xã. Là chị tối em chào vậy đó. Dạ đúng rồi, tối em chào kêu chị Hiền, chị Hiền á. Là chị hẹn ngay đó. Dạ. Nhưng mà khi nãy lúc nãy em gặp chị Loan ngoài vừa ủy ban thì như thế nào em? Kể lại cho mọi người. Em gặp chị Loan ngoài ủy ban thì chị Loan không nói chuyện gì với em. Khi qua công an á là chị Loan trình bày với công an cái gì thì em không nghe rõ, nhưng mà em nghe là chị Loan nói với công an là bé Thư tố cáo chị Loan là làm cái giấy khai sinh giả là năm 2005 đó. Giờ là chị Thư xin công an xác nhận cho chị Thư cái giấy để đi qua ủy ban chích đục lại giấy khai sinh là không phải là năm 2005 đó. Em chỉ nghe vậy xong rồi chị Loan ngắn đoạn, em có hỏi chị Loan là chị Loan ơi, chị Loan rảnh chưa, em với chị ngồi nói chuyện với nhau chút xíu. Là cái đoạn ghi âm đó em vẫn còn giữ ở đây luôn. Xong chị Loan nói là đợi chị Loan một chút xíu. Xong rồi là em đợi tới đợi luôn, rồi chị Loan chạy về mất tiêu, em không biết luôn. Là chị Loan chạy chưa gặp em, là chưa nói chuyện với em được câu nào. Nãy sáng hai người trong ủy ban là chưa đối chắc với công việc gì hết. Chị Loan chỉ vô công an thì việc ai người đó chỉ cho một người vào. Đúng thôi rồi. Không cho em vào. Thì cái lúc chị Loan đi ra thì công an nó mời em vào, thì em đi vào thì cha em chạy vô cho hay, là bà Loan chạy rồi thì em chạy ra thì bà lên xe bà đi đâu mất tiêu. Sao nãy mà Thư bức xúc quá trời vậy cưng? Không, lúc đó là em đang ngồi công an nó hỗ trợ em hỏi vấn đề của bé Thư á. Thì ở ngoài khu vực ở ngoài thì em không biết. Còn ở trong á thì lúc mà nghe tin chị Loan đi thì em mới chạy vào trong ủy ban thì em hỏi là trước em có cho tình trạng bé Thư như thế, thì bây giờ em muốn làm cái giấy xác nhận con thì như thế nào, mấy anh hỗ trợ hướng dẫn em thì em làm cái thủ tục nhận con. Thì người ta trong ủy ban sở tư pháp mới hướng dẫn hỏi em là trước đây em cho con bé thì em có qua ủy ban để làm cái giấy ký cái giấy thủ tục cho bé Thư hay không. Thì em bảo là trước đây em không có ký gì ngoài cái giấy khai sinh cho em bé thôi. Ủy ban nói là không có ký cái giấy gì để xác nhận cho con, thì em vẫn là mẹ hợp pháp quyền lợi, em vẫn có, em không cần phải đi làm cái giấy xác nhận gì để nhận con hết, đó là con của em mà em nhận cái gì. Ủy ban nói vậy thôi. Em thông báo cho mọi người là hiện tại em vẫn là mẹ của bé Thư, vẫn là mẹ hợp pháp. Còn nói chung là em cũng cảm ơn chị Loan.
mọi chuyện thì đúng sai gì để pháp luật xử. Còn nói chung á, ở đây em cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới chị Loan, dù cho cái nghịch cảnh nào hay cái hoàn cảnh nào thuận hay là không thuận với nhau nữa, buồn vui gì em cũng gửi lời cảm ơn tới chị Loan, nhờ chị Loan cu mang cho con bé Thư suốt cái khoảng thời gian mười mấy năm, thì chân thành gửi lời cảm ơn tới chị Loan. Ngoài ra thì em không có cái gì để nói nữa. Nói riêng về bản thân chị Loan nha, thì em không có gì. Tức là người ta nói là khi lúc mình cho thằng con đó, không có cái giấy, không có qua ủy ban. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ coi như là em trên, nếu mà trên tinh thần là em vẫn là người mẹ hợp pháp. Dạ đúng rồi. Coi như là cái kiểu giống như em chỉ gửi chị Loan để nuôi thôi, đúng không? Dạ đúng rồi, ủy ban nói bây vậy giờ đó. Em đến nhận lại. Dạ. Thì em không rành gì mặt pháp luật, thì em ra ủy ban em hỏi, để ủy ban hỗ trợ em. Ủy ban nói là khi nào em cho con mà hai bên thỏa thuận rồi đi ra ủy ban ký cái giấy để cho, thì ủy ban có mộc có xác nhận thì đó mới là cho luôn, là em không có quyền lợi. Còn hiện tại chỉ cho qua cái lời nói thôi, thì trên danh nghĩa hoặc là mặt pháp luật em vẫn là mẹ hợp pháp của bé Thư đó. Người ta có cần em chứng minh gì là vấn đề là ADN hay như thế nào? Dạ không, em không cần gì hết, tại vì giấy tờ của em và giấy tờ của Thư đều là hợp pháp nên không cần phải chứng minh gì hết. Vậy là tới thời điểm này em vẫn là người mẹ hợp pháp. Dạ. Vậy thì trong câu chuyện của Cường và Thư thì em vẫn là trên tinh thần là coi như là hợp tác. Dạ, em vẫn hợp tác cho bé Cường và hỗ trợ. Riêng thì ngày hôm nay em đứng đây em nói, em nhờ mấy anh, mấy chị YouTube, nhà cộng đồng mạng xã hội, nhờ các mạnh thường quân chia sẻ để cho em nhận được bé Thư hôm nay. Thì gia đình của em chủ rất mừng và rất vui, rất cảm ơn các anh các chị, các mạnh thường quân chia sẻ để em nhận lại con bé Thư. Mục đích của em á là nhận để con, chứ để cho con nó biết cái nguồn cội ông bà của nó là ở đâu, chứ không phải nhận con để trục lợi gì cho bản thân của gia đình hoặc là xin xỏ cái gì cho gia đình. Nhưng mà em đứng ra xin là không phải xin cho gia đình em mà là xin cho bé Thư, xin cộng đồng mạng và các mạnh thường quân, các anh chị YouTube chia sẻ lan rộng, hoặc là để trợ giúp cho bé Cường có khả năng để tìm một cái luật sư nào mà tín nhiệm được để trợ giúp cho bé Cường trong khoảng thời gian suốt khoảng thời gian chạy án đó, để cho bé Cường nó có một cái tương lai sáng lạng. Còn đây bây giờ em nói em là mẹ họ bác bé Tư, khả năng của em nếu mà làm cái gì giúp được cho bé Cường hết sức khả năng có thể, em sẽ đi làm để cho bé nó được tại ngoại bên ngoài, để cho nó có cuộc sống tương lai hai đứa sáng ngời. Em không xin gì cho bản thân em, không xin gì cho bản thân, cho gia đình em cả, không kêu gọi cộng đồng mạng giúp cho gia đình em tiền bạc hay bất cứ cái vấn đề gì. Em chỉ xin là hỗ trợ cho gia đình bé Cường đó, tại vì dù giàu thì gia đình em không giàu ngay, mà xin xỏ thì em không xin, nhưng mà xin về cho gia đình bé Cường thì em xin. Xin các quý mạnh thường quân, các anh chị YouTube á, các anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ và lan rộng để cho những cái mạnh thường quân nào có khả năng tài trợ được cho bé Cường trong cái quá trình mà tìm kiếm luật sư đó, với tài trợ cho bé Cường một ít tiền nào có khả năng là tài trợ cho em nó có cái tìm được đúng cái hướng luật sư mà giải cái pháp. Thì nói về luật thì em không rành, nhưng mà em chỉ muốn cho bé nó đừng có dính cái gì tới pháp luật á, như là tại ngoại cũng được, là án treo cũng được, để cho con trẻ nó cái đường tương lai của nó còn sáng ngời. Cái vấn đề ở đây, vấn đề pháp luật á, hai đứa đều dưới tuổi gì thành niên trưởng thành hết, đúng không? Dạ. Cái vấn đề ở đây là trên tinh thần là em chỉ là không cấm cản để, dạ, tìm hiểu tới đủ tuổi để, dạ, hợp tác với hai đứa. Dạ. Trên tinh thần bây giờ chúng ta không có tác động, không có xúc tác gì vì hai đứa còn tuổi gì thành niên, dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà trong tương lai sắp tới á, Cường á, anh nói em nè, nặng hay là nhẹ thôi, chứ, dạ, không có cái chuyện mà nó có thể là chắc ngán, tại vì hai đứa đều dưới tuổi gì thành niên. Nhưng mà bây giờ phải tìm luật sư nào người ta giỏi, dạ, người ta hiểu về luật, dạ, để người ta tư vấn cho mình vì, để mình làm. Tại vì em không biết luật nên em chỉ xin là hỗ trợ cho bé, để bé giảm đi cái tinh thần nào. Em cũng sẽ hỗ trợ đi cùng với gia đình Cường cho suốt cái quãng đường còn lại, để cho mình quạt trường, để cho Cường nó có thể là cái mức án nào có thể nhẹ nhất, một là tại ngoại hay là cái gì gọi là cái gì án treo cũng được, nhưng mà càng án treo tại ngoại thì càng là có tương lai cho bé hơn. Chứ chẳng án là chắc chứ chắn chắn là không. Là không, chắn em không chắn dám rồi. Cầu xin thật đúng sự rồi, là không dám cầu xin. Chắn thì không chắn rồi, chắc chắn là có vướng, dạ, mà nhẹ hay nặng dạ, thôi. Em xin cho nó nhẹ án đi thôi. Với lại thời gian sắp tới thì bé Tư nó chắc ăn là nó về đến gia đình, cuộc sống của bé nó sẽ phát triển tốt hơn bé Cường. Thật sự em cũng có đi xuống gia đình Cường, không phải là nói chung là em khi dễ hay là coi thường. Thật sự gia đình Cường cũng rất là khó khăn đó. Thì nếu mà quý anh chị quý mạnh thường quân mà có hỗ trợ được cho trường Cường á, cho gia đình Cường, thì em ở đây cũng hay là cảm ơn đó, chứ không xin xỏ gì cho gia đình của em hết.
chỉ cần hỗ trợ cho gia đình Cường trong lúc này là được. Thì lúc này em cũng theo sát Cường để hỗ trợ cho Cường. Vậy cho nên là coi như là nguyên một buổi sáng ngày hôm nay khi em đến ủy ban thì em chỉ làm việc với chỗ những người ở ủy ban thôi, dạ, chứ chị riêng bà Loan này chưa được nói chuyện, chưa được gì hết đúng không? Dạ đúng rồi, em muốn gặp trực tiếp chị Loan để mà đối chất những cái câu chuyện chị Loan nói trên YouTube á, những câu chuyện mà chưa từng có. Ở đây em có một cái ghi âm mà lúc xưa chị đó nuôi em từ lúc mà em sanh con bé cho tới 5 tháng em vẫn còn ở ngoài đó. Chị đó có đi âm điện lại cho em nói chính xác cái thời gian, tại vì chị nghĩ em là chắc cũng sẽ không nhớ tới những cái ưu điểm đó. Chị đó có điện cho em và ở đây cuộc gọi em vẫn còn ở đây đó. Mọi nếu mà anh chị muốn nghe thì em mở trên chị nghe là thời điểm chính xác cụ thể có phải như chị Loan nói hay không. Bé là hiện tại lúc đó 5 tháng em vẫn còn giữ, để em mở trong cuộc gọi với em 5 tháng đó là một tính giờ gì là cứ còn lưu tới bây giờ luôn hả? Không, lúc tối nay chị đó mới gọi cho em. Không, em mở lại từ đầu. Này nó gần cuối. Trong cái đoạn ghi âm anh không nghe cái cụ thể là chị nói như thế nào để giải ra. Đó, có nghe cái ghi âm là cái câu 5-6 tháng không? Em chủ yếu là xác định là chị thì vẫn nói là em cho lúc 5-6 tháng. Tại vì 5 tháng đó, khoảng thời gian đó con em vẫn còn đang giữ đó. Chứ không phải là cái mục đích em cho nghe là cái từ 5-6 tháng đó, cũng như là cái khả năng chính xác như cái lời của em nói 5-6 tháng đổ lên, chứ không phải là 2 tháng như chị Loan đã nói. Đó là cái câu bịa đặt. Còn đây là cái chị mà chứng kiến từ là buổi lúc bé Tư có, em có bầu bé Tư và tới khi là cái giai đoạn này em sang bé Tư khoảng mấy tháng đó. Là cái chị này sắp tới nhà đó ha. Dạ không, mình sẽ là người đi ra ngoài nhà chị đó. Chị đó. Dạ. Là chị là cái thời điểm đó là con chị này cũng lớn hơn em, con em tuổi hả? Dạ, lớn hơn con em một tuổi tuổi ngoài. Chị này là trước đây là chủ quán của em. Dạ, dạ. Là chủ của em. Dạ. Chị này nói là hai vợ chồng luôn hỗ trợ cho em những lúc em khó khăn. Dạ, chị này cũng là người vào đây cho gia đình em hay là bé Thư xảy ra cái sự tình này. À, nếu mà không nhờ chị này thì em cũng không có biết. Tại vì ở nhà em á thì xài điện thoại thì có, nhưng mà ba mẹ em thì không gặp cái công nghệ YouTube. Như sáng nay là anh thấy cũng có Út Lùng trong ủy ban xã mà. Dạ đúng rồi, có Út Lùng trong ủy ban xã. Út Lùng có nói với mấy anh YouTube á là lúc đó Út Lùng nói sao mà em không nhớ nè. Út Lùng nói là Út Lùng đem con vào đây cho ba em mà ba em đem dục ra bờ. Là cái điều đó em đính chính lại là không có sự thật. Thì lúc em sanh con em á, là lúc sanh á thì ba mẹ em đi cắt lúa không có nhà đêm. Ba em đi tới khuya về, sáng á thì cha em đi bình thường là nếu tầm độ 8-9 giờ tối cha em mới về. Sáng là mờ trời là 4-5 giờ là đã đi rồi. Ngày xưa là cặt tay á, là em sanh con được tầm mấy hôm đó thì không nhớ cụ thể là chính xác, thì cha em mới đi lên Đồng Nai để cạo mũ cao su. Là thời điểm trong quá trình em sanh con bé Thư tới lúc em cho luôn là cha em không có mặt ở nhà. Thì lúc mấy tháng đầu thì em ở nhà với mẹ,
đó mà gia đình em nó tóm lại là gia đình em tới thời điểm này mới biết lên YouTube mới biết em là người cho bé Thư chứ gia đình không biết, chỉ nghĩ là em đem về cho ba nó hoặc là nội nó nuôi thôi. Thời gian mà em cho bé Thư tầm mấy tháng thì ba em có nghe nói là em đem con về cho nội nó, thì ba em có lục tung cái xứ mình lên để đi tìm luôn, mà thật sự là không ai biết nhà của cái bạn nó đâu hết ngoài em thôi. Ba em đi tìm rồi ba em xỉu cả ở ngoài xị xả lúc nãy á, thì cũng có người dân hỗ trợ ba em để nghỉ ngơi, xong rồi cứ đi tìm mãi tìm không được, rồi ba em mới hoành đi lên Đồng Nai đi làm. Út Lùng có nói, anh mới xem video Út Lùng có nói là trước đây là em có chơi chất cấm không? Dạ không, chưa từng chơi cái chất gì hết. Em là tại vì nếu một bình thường ai mà chơi chất gì đó thì bất cứ cái nơi đâu thì cũng sẽ có một cái hồ sơ lai lịch gì đó, nhưng mà tuy rằng nhìn cái bề ngoài của em nó như thế nào thật sự, nhưng mà chưa bao giờ em chơi một cái gì đó ngoài hút thuốc thì em có, còn tụ tập thì kia là em không đó, tụ tập là em không nha, cái vấn đề gì đó nhậu nhẹt hay là bạn bè gì không. Có lúc mà mang thai bé Thư á thì bé Thư nó hành nhậu uống rượu thì có, tại vì không, trong quá trình mang thai thì không ăn uống được gì hết ngoài uống và uống thôi. Trời, mang thai bé Thư uống và uống, nhưng mà nãy anh mới nghe nãy trong cái đoạn ghi âm đó là có một đoạn gì đó nói là lúc mày ẵm con mày đó rồi mày đi nhậu ở đâu về đó, nghe nhậu là cái công việc, cái công việc của em để kiếm tiền mua sữa hàng ngày cho bé Thư. Chứ không phải là vậy là đô em cũng giữ đấy chứ, đi nhậu thuê để kiếm tiền mà, phải không? Không, đi nhậu không phải là đi nhậu thuê mà là nó chơi mà. Cái công việc mô phỏng em không thể nói được. Ok, anh hiểu. Rồi, tôi anh hiểu, nói gì là tôi anh hiểu. Đó là như vậy đó chứ không phải là đi nhậu. Cuộc sống thì mỗi người có một nghề. Nó là đi nhậu nhưng mà thật sự là mình vào thì em không uống. Em không uống tại vì khả năng. Nếu mà bây giờ cho uống. Nếu sắp xếp gặp được gặp chị Loan với chị Út Lùng đó, em có ví dụ như bên đây hoặc đi qua bên đó bất gặp luôn có đi không? Bất cứ vấn đề nào và bất cứ ở nơi đâu em cũng sẵn sàng để gặp Út Lùng nhà bà Loan hết. Đó, em sẵn sàng để đối chất gặp, nhưng mà nếu mà em đã không có ý định gặp gỡ thì ngày hôm nay em không có mời mấy anh chị từ hôm qua nén mặt lại gia đình em tới ngày hôm nay và ra ngoài ngoài với em. Em đã cố nén để đi ra ngoài để dùng cái cảm xúc mình nói chuyện với chị, thật sự là cũng mang ơn chị cái công mà dưỡng dục cho con bé Thư, chứ không phải là mục đích ra để mà là qua tiếng lại á. Mình suy nghĩ mình đi ra để mình cảm ơn chị cái đôi lời gì đó, mặc dù là bé Thư nó nói như thế nào thì mình cũng không biết được, thì mình chỉ dùng cái lời cảm ơn đó thôi chứ không phải là ra mà để vậy. Nhưng mà chưa nói được một lời nào thì chị đã chạy mất tiêu, mà chạy mình không hay luôn. Chạy em cũng không biết, mà tới lúc cha em chạy vào nói bà chạy mất rồi thì em chạy ra thì chị đi rồi. Tại vì công an làm việc thì không làm chung hai người đập lại đó, người này xong rồi mới tới người kia, thì chị Loan đi vào trước, xong rồi chị Loan đi ra thì công an nó mới mời em vào. Thì em vào xong rồi giờ cái quan trọng nhất nè, cái quan trọng nhất là giờ pháp luật á, người ta căn cứ trên giấy tờ cái khai sinh của em Thư á là 2012. Còn cái chuyện em chứng minh được rằng là sau đó 3 năm thì em mới gặp bà Loan để làm giấy chứng giấy khai sinh. Không phải là 3 năm nhưng mà thời gian mấy năm, nhiều năm lắm. Nhưng mà khoảng tầm độ hơn từ 3 năm trở lên hơn. Thì bây giờ năm anh nói em nè, nếu mà em nói là con em sinh 2009. Đúng rồi. Thì nếu mà sau 3 năm á thì em làm 2010, em làm gặp bà Loan lúc đó làm 2012. Thì đó 2012 cộng với là 3 năm gặp nhau là nó hợp lý. Là em mới nói là đúng là 2009. Còn nếu 3 năm hơn nữa thì em con em phải là 2007, 2008 là nó khác nữa. Không. Em nói cho nghe, tại vì thời gian em đi làm, em đi về bất chợt đó. Đi làm cái thời gian mà chị Loan có thể khai bé nó sinh vào đó thì em chỉ bằng ký cái giấy thôi, chứ em không nghĩ là chị Loan nó sẽ làm vào cái năm nào. Nhưng mà em nói á, thì ở đây tất cả các người làm mẹ ở đây cũng sẽ đều như em, cho dù con mình hình hài nó ra sao mình không thể nhận được đó, nhưng mà cái ngày mà mình khắc gốt đi tâm mang nặng để đâu mình sinh ra con mình không bao giờ mình quên được cái ngày đó. Cái ngày đó là mình đứt ruột mình đẻ ra mà. Em còn nhớ từng chi tiết là em không đẻ bé Thư, em đi vào bệnh viện làm giấy tờ đàng hoàng. Đó, làm giấy tờ đàng hoàng nhưng mà đau lắm, em không chịu được. Rồi bác sĩ nói với em là gì mới 6-7 phân gì đó là chưa có đẻ được. Như là dấu hiệu. Cái gì? Cái chuyện đó chuyện phụ nữ. Rồi em mới đi ra cái hành lang nằm. Cái hành lang nằm là nằm để đợi, là chừng nào người ta kêu mình vô đẻ thì mình vô mình đẻ. Cái đợi hoài không ai kêu mình đẻ, mình đau quá mình nằm ngoài rồi mình sanh ra ngoài cái hành lang luôn. Cái bệnh viện Vũng Liêm.
đó. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề nhập viện với cái vấn đề trốn viện đâu có giấy xuất viện đâu, bây giờ chích lập một cực lắm á. Không có giấy xuất viện, nhưng mà lúc vào thì bác sĩ có lấy cái tên tuổi của em, có nhà của em, có lấy địa chỉ nhà của em á. Đó, rồi em nhớ từng chi tiết, từng em xanh là em ra ngoài mà em đợi không ai kêu em vô hết trơn á. Rồi cái em nằm ngoài, rồi em đẻ ngoài cái hành lang luôn. Xong rồi là là cái ngày đó, là cái ngày không bao giờ em quên được cái năm đó. Đó em nhớ chính xác là cái năm đó nên. Lúc đó em có nhớ là em đẻ bao nhiêu mấy ký không? 3.8 kg. Dữ vậy ha. Nhỏ con mà cái con 3.8 kg dữ à. Nhà uống rượu hay sao ha. nhưng mà em nói cái ngày gì em có thể quên. Có khi đôi khi em thậm chí có bữa cơm em ăn, có bữa cơm em quên ăn luôn. Nhưng mà cái ngày đó đau đớn nhất đời em không bao giờ em quên. Em đợi hoài không thấy ai kêu em hết trơn á. Người ta chỉ nói em là chưa có đủ dở nước ối gì, chưa có được đẻ. Ngoài chờ đi thì em cũng ra hành lang nằm chờ. Chờ mà không ai kêu em thì em nằm ngoài rồi em đẻ luôn. Em lúc đó em chưa không, lúc đó là lần đầu tiên của em, với lại em chưa nở chưa biết gì á. Ai ở đây cũng có gia đình thì sẽ cũng biết cái chuyện đó mà, nó chưa đủ phân thì chưa nở thì chưa đẻ thôi. Thì em nói riêng là chị em phụ nữ ai cũng sẽ hiểu, nói chung tụi anh cũng hiểu. Rồi dẫn vợ đi đẻ mà, bánh mì dẫn vợ đi đẻ hoài cũng biết chuyện đó mà. Hai ba chò hai ba bà mà biết. Em đợi hoài thì không ai kêu em, rồi em nằm ngoài rồi em xanh luôn. Xanh luôn xong rồi em mới bê con bé đi vào kêu bác sĩ là dây guộc gì tùm lum hết trơn á. Dây gì nó dính tùm lum. Xong rồi bác sĩ mới cắt cho em bé, rồi hỗ trợ em mai mà. Nhưng mà bây giờ em đi chích lục lại đó, có thể là nhắc lại câu chuyện nó, có thể là nếu mà cái chị nào mà làm mụ hay làm y tá đó mà hơi lớn tuổi xíu, có thể là ta ấn tượng với câu chuyện đó đó. Ấn tượng người ta sẽ chứng minh được và người ta sẽ lục lại được cái giấy nhập viện. Mới có mười mấy năm nè. Có mười mấy năm đó là hạn khá là dài anh, chứ không phải là nó ngắn. Hỏi em xanh xong rồi lúc đó mà trong khoảng thời gian đó em tự làm luôn. Em ẵm em bé đi vào kêu bác sĩ, tại lúc đó là tối, em sinh có mấy 4 giờ 9 giờ tối. Cái trực đó đâu có ai đâu, thì chỉ có kêu em nằm chờ thôi, mà em chờ người ta kêu em chờ, mà em chờ người ta không kêu. Xong rồi em thấy em bây giờ lo trong người ba mà thấy la không, không phải là em la mà là bé Thư với lại ở trong người ba á, trong người ba là nghe không, em với bé Thư và em chỉ lo không la nha, mà là bé Thư với con của chị Loan gì đó. Là rồi em có nói với con bé kia là em biết chị Loan, em chỉ làm gì cái chị Loan thôi, em không biết con bé kia em không làm gì với nó. Rồi nó đứng đó là qua tiếng lại với bé Thư, rồi bé Thư không vấn đề đó gì thì cụ thể nói như thế nào thì em không biết, tại vì giữa cái câu chuyện của chị Loan với bé Thư thì em có rành thì em không nói được. Đúng sai em chỉ gửi cho pháp luật xử lý thôi, em không xen vào câu chuyện đó được. Rồi ai còn có hỏi nào không, mình hết nha. Bây giờ hỏi tiếp đi cái câu chuyện sinh đẻ đó, ai gần thì cứ hỏi. Khoái lắm, đẻ rồi khoái. Tới công chuyện luôn rồi.